Các bạn là một game thủ, các bạn yêu thích chơi game và đặc biệt các bạn chơi rất là hay. Và các bạn muốn tận dụng cái lợi thế đó để các bạn kiếm tiền. Được, không có gì khó khăn cả. Bởi vì trong video này Thế Tâm sẽ hướng dẫn các bạn cái cách like game trên điện thoại để các bạn có thể phát trên Facebook nè, trên YouTube nè. Các bạn có thể vừa chơi game vừa giao lưu với mọi người luôn, rất là đơn giản và dễ dàng. Không cần phải có máy tính, không cần phải có laptop gì hết. Chỉ cần có một chiếc điện thoại cùi bắp thôi. Ngồi like tối ngày lụm tháng 90 chai, ngon lành. Ok, và bây giờ không nói tào lao mới là mất thời gian nữa. Nếu như các bạn muốn biết cách thức like game như thế nào thì ngay bây giờ đây các bạn cùng theo dõi thật kỹ và làm theo Thế Tâm nhé. Now. Và bước đầu tiên chúng ta cần tải cái ứng dụng livestream về. Các bạn sẽ truy cập vào cửa hàng CH Play nè. Tiếp tục các bạn sẽ bấm ở trên thanh tìm kiếm này. Các bạn sẽ ghi là live. Đó, thì nó sẽ ra cái ứng dụng có hình tay cầm nè. Omelette and Cadet. Nói tiếng Anh như gió trời. Đó, các bạn sẽ bấm vào cái ứng dụng này. Rồi xong các bạn cứ cài đặt như bình thường thôi. Và sau khi các bạn cài đặt xong, chúng ta sẽ có được một cái ứng dụng như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành mở nó lên. Đó, bây giờ các bạn sẽ nhấp vào tạo tài khoản. Và các bạn chỉ việc ghi cái tên đăng nhập của mình vào thôi. Đó, ví dụ như Thế Tâm 2022. Xong, tiếp tục. Rồi nó kêu chúng ta chọn 3 trò chơi để tiếp tục nè. Các bạn cứ chọn đại đi. 1, 2, 3. Đó, xong các bạn nhấp vào. Tiếp tục. Rồi các bạn sẽ nhấp vào. Để sau. Ok, bây giờ để livestream được game thì nó cũng rất là đơn giản. Các bạn sẽ nhấp vào cái hình dấu cộng ở dưới nè. Đó, nhấp vô đây. Tiếp tục các bạn sẽ chọn là bắt đầu livestream. Rồi các bạn cần cấp quyền cho nó, các bạn nhấp vào, bật ngay. Đó, thì các bạn sẽ bật cái này lên. Ok, và ở bước tiếp theo các bạn sẽ chọn một cái tựa game mà các bạn muốn livestream. Đó, nếu các bạn không nhìn thấy ở đây thì các bạn sẽ nhấp vào thêm nhiều ứng dụng nè. Bây giờ các bạn sẽ kiếm một cái game nào mà các bạn muốn livestream để các bạn thêm vào thôi. Kéo xuống. Đó, ví dụ các bạn muốn livestream game Võ Lâm Truyền Kỳ 1 nè. Các bạn bật lên. Rồi xong, thoát ra. Đó, thì lập tức cái game Võ Lâm Truyền Kỳ nó hiện ra ngay. Bây giờ các bạn sẽ nhấp vào cái game này. Ok, và sau đó nó sẽ ra một cái giao diện như thế này. Các bạn sẽ kéo xuống. Đó, các bạn có thể like với cái tài khoản Facebook nè, tài khoản YouTube nè, và một số mạng xã hội khác nữa. Đó, bây giờ các bạn muốn like với tài khoản nào thì các bạn sẽ đăng nhập vào thôi. Nhấp vào Facebook nè. Đó, tài khoản Facebook của chúng ta đã đăng nhập rồi. Rất là dễ dàng. Các bạn có thể chọn phát trên Facebook cá nhân hoặc là trang fanpage đều được hết. Đó, các bạn nhấp vào cái mũi tên này. Đó, cái tường của tôi này chính là trang Facebook cá nhân đó. Còn nếu các bạn có trang fanpage thì nó sẽ hiển thị ra nè. Đó, ở trên Facebook thì Thế Tâm có thử phát rồi, nó rất là ok. Hình ảnh rất là rõ nét, ngon lành. Đó, bây giờ ví dụ như các bạn muốn phát trên kênh YouTube đi, thì các bạn cũng sẽ đăng nhập cái kênh YouTube mình vào thôi. Nhấp vào đây. Đó, cái kênh YouTube của chúng ta đã đăng nhập rồi. Các bạn muốn phát trên cái mạng nào thì các bạn sẽ bật cái này lên nha. Đó, ví dụ các bạn muốn phát trên Facebook thì các bạn sẽ bật cái này lên. Đó, còn các bạn muốn phát trên YouTube thì các bạn bật cái YouTube này lên. Thì ở trên Facebook hay là YouTube thì nó cũng y gan nhau thôi chứ không khác gì hết á. Bây giờ Thế Tâm sẽ phát trên YouTube. Các bạn sẽ nhấp vào tiếp theo. Rồi bây giờ các bạn sẽ nhập cái phần tựa đề cho video nè. Các bạn sẽ ghi là like game nhé các bạn. Đó, ok, xong tới cái phần mô tả. Các bạn ghi cái gì cũng được. Đó, ví dụ như là các bạn nhớ xem và đăng ký kênh ủng hộ mình. Facebook của mình là gì gì đó. Gmail, số điện thoại. Tiếp theo chúng ta sẽ kéo xuống. Cái phần cài đặt phát trực tiếp nè, các bạn nhấp vào đây. Ở cái phần máy ảnh nè, các bạn có thể chọn camera trước hoặc là camera sau. Đây, camera trước nè, camera sau nè. Còn nếu các bạn không muốn thấy mặt thì các bạn sẽ nhấp vào tắt. Còn cái thanh này là các bạn muốn cho cái hình camera nó to hay nhỏ đó. Đó, các bạn muốn cho nó to thì các bạn sẽ đẩy maximum luôn. Còn các bạn muốn nó nhỏ thì các bạn đẩy xuống dưới này. Ok, cho nó to luôn. Tiếp tục, nguồn âm thanh.
Đó, các bạn có thể bật âm thanh micro nè, là mình nói chuyện là nó thu vô đó. Còn cái âm thanh này là cái âm thanh trong game. Nếu các bạn muốn có âm thanh game thì các bạn bật lên. Đó, vì Thế Tâm quay hướng dẫn cho nên Thế Tâm không có bật cái âm thanh game này lên làm gì. Ok. Tiếp tục tới cái phần chất lượng hình ảnh nè. Các bạn sẽ kéo xuống. Đó, các bạn có thể chọn tối đa là 1080 luôn. Nhưng mà nó sẽ có cái hình bản quyền nha. Cái hình nhỏ xíu à. Đó. Nếu mạng wifi của các bạn mạnh thì các bạn chọn 1080 cũng được. Thế Tâm chọn 720 được rồi. Nó cũng rất là nét. Ok. Rồi, trong cái quá trình các bạn live stream có nhiều cái ứng dụng nó thông báo nó phiền á. Các bạn sẽ bật cái này lên. Thì những cái ứng dụng khác nó sẽ không thông báo được, giống như Facebook hay là Zalo vậy đó. Đó, tiếp theo là cái phần lưu vào bộ sưu tập nè. Nếu các bạn bật cái này lên là khi các bạn live stream là nó cũng lưu cái video đó vào máy điện thoại của các bạn luôn. Ok. Tiếp theo là cái phần cài đặt nâng cao. Thì trong cái phần này các bạn có thể chọn chặn liên kết trong trò chuyện. Nghĩa là trong khi các bạn phát trực tiếp, người ta không có bỏ cái link khác vào được, giống như link video hay là link Facebook này nọ các thứ. Ok, cái này chỉ có cài này thôi, mấy cái khác các bạn không cài gì được đâu. Đó, coi như chúng ta cài đặt xong. Tới cái phần bên đây, lớp phủ màn hình. Nếu như các bạn bật cái này lên là trong quá trình các bạn live stream là nó sẽ hiển thị cái này nè, cái logo nè, rồi với cái hình ảnh nè, với cái dòng chữ nè. Còn nếu các bạn không muốn nó hiển thị cái này thì các bạn cứ tắt cái này thôi. Đó, chúng ta cứ cài đặt sơ như vậy là được. Bây giờ chúng ta sẽ nhấp vào, bắt đầu. Chuẩn bị phát sóng nè, các bạn chờ xíu. Sẽ bắt đầu chụp tất cả mọi thứ hiển thị trên màn hình của bạn. Đó, bây giờ chỉ cần các bạn nhấp vào, bắt đầu bây giờ là nó sẽ bắt đầu live stream trên kênh YouTube của các bạn đó. Ok nè. Đó, bắt đầu nó live đó. Hiện lên cái mặt nè, thấy không? Nào đẹp trai dữ trời. What? Đó, bây giờ bắt đầu các bạn sẽ vô game thôi. Đăng nhập nè. Ví dụ như xin chào các bạn đang live stream nha. Như vậy. Đó. Vô game nè. Đi ra nè. Đó, ghê chưa? Thì với cái khung camera này các bạn cũng có thể tùy chỉnh nè. Đó, các bạn có thể dời lên, dời xuống hay là dời đâu cũng được. Thấy không? Rất là tiện lợi. Và các bạn cũng có thể nhấp vào để tùy chỉnh một số. Các bạn có thể tùy chỉnh âm thanh nè. Các bạn cũng có thể tùy chỉnh máy ảnh nè. Đó, và các bạn nhấp vào chữ 3 chấm nè. Thì trong cái quá trình like các bạn cũng có thể nhấp vào chữ vẽ nè. Đó, để các bạn vẽ mũi tên nè. Đó, ví dụ các bạn muốn vẽ mũi tên ở đây. Kiểu vậy. Các bạn vẽ. Đó. Xóa thì bấm vào chữ xóa thôi. Và ví dụ như trong quá trình các bạn chơi game mà các bạn muốn làm cái gì đó mà các bạn không muốn người xem nhìn thấy, các bạn sẽ nhấp vào chữ cá nhân nè. Đó, khi các bạn nhấp vào đây là người xem họ sẽ nhìn thấy một cái màu đen. Họ sẽ không nhìn thấy những gì diễn ra trên màn hình này nữa. Rồi bây giờ ví dụ như các bạn muốn ngừng phát live stream thì các bạn chỉ việc nhấp vào cái ô vuông màu đỏ này. Bạn có muốn dừng phát không? Dừng. Như vậy là ok. Bây giờ chúng ta sẽ vào cái kênh YouTube để chúng ta kiểm tra xem cái video của chúng ta có live stream được hay chưa. Đó, thì các bạn sẽ thấy cái video chúng ta live stream lúc nãy nè. Live game nhé các bạn. Phát trực tiếp 4 phút trước. Đó, bây giờ chúng ta sẽ nhấp vào xem thử coi. Các bạn có thể nhấp vào 3 chấm nè. Đó, xong các bạn sẽ chọn cái chất lượng nè. Các bạn muốn xem nét thì các bạn sẽ nhấp vào chữ nâng cao nè. Đó, các bạn thấy không? Chất lượng Full HD luôn. 1080 luôn. Bấm vô cái này cho nó nét. Đó, bấm toàn màn hình cho các bạn thấy nè. Đó, các bạn thấy không? Hình ảnh nó rất là rõ nét luôn. Camera đây. Rất là ok. Đơn giản, nhanh gọn. Đừng quên nhấn like video và nhấn đăng ký kênh để các bạn chưa đăng ký kênh để đón theo dõi những video mới nhất của Thế Tâm nhé. Bây giờ, Thế Tâm xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.